Hello mấy anh em, chào mừng mấy anh em đến lại kênh của Quang Nguyễn Meta nhé. Và trước khi mà vào cái vấn đề chính của cái video này là mình sẽ thông báo với lại anh em là hai tin. Một tin đó là mình xin chúc mừng mấy anh em nào mà đã giữ được cái hàng Blackpay của mình, đã mua Blackpay trước đó. Vì có một cái tin đó là tất cả là những hàng Blackpay, toàn bộ bên mình Blackpay là đã đều bán hết tại thời điểm này nha, đã đều bán hết và bán rất là nhanh. Và chắc không phải là một thời gian sau, chừng vài tháng á, mình mới lên để cái hàng Blackpay đó cho anh em. Nhưng mà là đó là tin buồn thôi, nhưng mà còn cái tin vui, mình vừa mới lên cái bộ cá mới bên mình thôi nha, đối với cá bên mình thôi nha. Mình vừa mới lên một cái bộ cá mới, đó là bộ Multify và bộ Nemo Multi 7. Khi mà mình nói về cái bộ Multify hoặc là cái bộ Multi 7 bên mình đó, thì cũng có khá là nhiều anh em đặt ra câu hỏi cho mình là ủa, thế thì Multi 7 nó cũng có gì đâu mà nó đặc biệt. Mình sẽ cho anh em xem mấy cái con cá mà bộ Multi 7 bên mình. Thứ nhất đi là về cái form cá thì chắc chắn rồi là khỏi nói rồi. Thứ hai về cái bộ màu của anh em chơi đi thì nó sẽ đi kèm với lại một cái bộ màu. Cho anh em xem một cái một số mẫu bên mình nha. Đầu tiên trước hết đi là cái bộ Multify mà anh em hầu hết anh em đều chờ đó, sẽ xem cái độ độc của nó sẽ ra sao. Ok, anh em xem nè, đây là những con Multify mà bộ đầu tiên mà mình lên. Anh em xem sơ thôi là anh em biết cái độ độc và cái độ đẹp của nó sẽ như thế nào rồi. Đây là con đầu tiên nha, mình cho anh em xem nha. Đó, mấy anh em xem nè. Hàng này là hàng khủng nha anh em. Hàng này được gọi là hàng khủng rồi. Hàng toàn chưa có đánh đèn gì hết nha. Cái bộ file của nó rất là nhuyễn, mà đi kèm với bộ file là cái bộ vẫy luôn. Gọi là vừa có file mà vừa có vẫy. Cái con cá mà nó đẹp á anh em là phải có là nó phải là 30% vẫy, 50% vẫy và 50% cái nền màu thịt của nó. Còn đối với là những con classic á, classic bên đây nè, một tí là cái ở những cái clip phía sau em sẽ giới thiệu cho anh em xem. Cái con classic là hiện giờ là cái giá mình đang là đau xuống rất là mạnh này, hiện giờ mình đang đau xuống rất là mạnh. Nhưng mà nha, cái form nó đang rất là đẹp cho anh em chơi luôn. Cái này là multi vẫy của mấy anh em, tí mình sẽ quay cho anh em xem những con. Nè, cho anh em xem chậm lại mấy con multify nè. Tại sao gọi là Multify mấy anh em? Tại vì nó là con file mà nó là Nemo file mà nó có vẫy luôn á mấy anh em. Vẫy của cái bộ này là tương phản rất là mạnh nha. Vẫy này là vẫy Multi, tương phản rất là mạnh. File kè đầm và đều luôn mấy anh em. Form đầu tròn này nọ, đuôi lưng hậu, quá là ok luôn. Một cái con này nè là mình lựa lại nha, vừa có file mà vừa có ánh metallic luôn. Bộ phơm ấy, mấy em bộ phơm kinh hồn luôn. Anh em xem cái đuôi kìa, bộ phơm kinh hồn luôn. Đầu giáp xanh, phơm nó là kinh hồn luôn. Nhưng mà cái vảy này nè, vảy này nè không phải là vảy Galaxy nha mấy anh em. Mấy anh em phân biệt cái vảy này nè là vảy metallic. Đó là có thể là có nhiều anh em khá là lạ đối với cái vảy metallic này, tại vì cái vảy này nè, khi mà mấy anh em á xem con cá là nó sẽ có, khi mà mấy anh em nhìn ở góc khác cái vảy nè nó sẽ ra màu xanh dương, nhưng mà đó mình cái góc quay chính diện nè nó sẽ ra màu xanh lá cây, mà khi mà mấy anh em chiếu đèn vô á nó sẽ có những cái ánh gọi là cái ánh kim li ti như nè trên cái lưng hoặc là trên những cái vảy metallic màu xanh lá của nó, nhìn rất là đẹp luôn mấy anh em. Đây là một cái ví dụ về cái con gọi là Nemo, mà cái vảy anh em nhìn trên cái lưng với lại cái hậu nó là vảy này là không phải là vảy metallic mà nó là vảy Galaxy. Nemo vảy này vảy Galaxy đó mấy anh em. Nó không có ánh tương phản mạnh anh em, mấy màu xanh của nó không có ánh tương phản mạnh so với lại cái con này nè. Anh em nhìn kỹ lên nha. Anh em nhìn cái ví dụ về lại. Anh em nhìn rõ con này mà anh em nhìn lại con này nè. Anh em nhìn nè, anh em thấy nó khác. Cái độ tương phản của cái vảy metallic của nó rất là cao. Cái vảy độ tương phản của metallic nó rất là cao như mấy anh em. Mặc dù ngay cho con này nè, cái màu, cái ánh trên lưng hay là trên đuôi trên hậu của nó là màu xanh lá cây đi nữa, thì nó một số con nó không phải gọi là metallic. Metallic không metallic, nó là cái ánh nó là sẽ nhìn ra hai màu luôn. Đó, nói vậy nè. Đợt cá tiếp theo của em á là những cái con nào á mà
metallic em sẽ để là metallic, con nào mà không phải là metallic hoặc là cái ánh galaxy hoặc là gánh này nọ đó em sẽ không có để, em sẽ để là multi thôi. Con nào mà metallic á em sẽ để là metallic cho anh em phân biệt cho nó rõ nha. Và cái bộ cá tiếp theo của bên mình đó là bộ Nemo multi 7, bộ Nemo multi 7 nha mấy anh em, nghĩa là con cá sẽ có 50% vảy và 50% thịt. Nhưng mà cái bên cá bộ cá bên em á, em chắc với anh em luôn là cái form của nó bắt buộc đầu tiên nó phải là cái form đi đầu ở trong cái hàng VIP bên em, hàng VIP nhá, em nói là hàng VIP nha. Cho anh em xem thử cái hàng mà multi 7 nó sẽ như thế nào. Em cho anh em xem những cái ví dụ của hàng multi 7 là con đầu tiên đi. Đó, anh em có thể thấy nha. Để mình lật ngược cái kè lại. Vảy của nó tương phản rất là mạnh. Và cái bộ foam này đợt này là cái bộ foam của mình nó đã nâng cấp lên nhiều rồi. Là cái multi vảy là cái độ tương phản vảy nó rất là mạnh. Nó sẽ có 1% là thịt, 1% là vảy. Nó không phải là con cá full vảy, con cá full vảy nó là cái vấn đề khác rồi mình sẽ không nói đấy. Cho mấy anh em xem con này là cái độ tương phản vảy của nó là rất là mạnh luôn mấy anh em. Tương phản vảy của nó rất là mạnh. Con này nó kè kính rồi. Tí xíu mình sẽ quay lại con này cho anh em xem. Multi vảy nó có nhiều hay loại vảy lắm anh em. Vảy trắng hay là vảy xanh hoặc là vảy candy hoặc là vảy multi. À, cho anh em xem con này nè. Đó. Bộ lông bộ màu khủng luôn. Ok, để mình đi đổi là thành cái kiến để cho anh em xem cho nó dễ. Con này đúng không? Mình vừa thay nước xong á mấy anh em. Mình vừa thay nước xong cho nên là con cá nó còn lạ nước, nó còn chưa quen với lại cái nước này. Nè, cho anh em xem con hàng khủng nè. Hàng này là hàng để giống nha mấy anh em, chứ không phải là hàng mình bán nha. Hàng là hàng mình để giống nha. À, cho anh em xem cái độ khủng của con cá. Vảy của nó là vảy trắng và cái độ tương phản nó rất là mạnh. Hàng này hàng mình để giống rồi. Hàng này anh em phải nuôi rất phải nuôi kỹ nha, tại vì con cá nó mà bị xước dẫn một cái là nó sẽ bị nổi cái mụn mụn trên đỏ cái mụn cái nạp này nè. Cái mụn này nó nổi là do là cái khi mà trong quá trình ép á, con mái nó sẽ cắn chính cái lớp vảy của nó, và từ cái lớp vảy đó nó sẽ nổi lên có một cái cục bú, và điều đó cũng gọi là không hay. À, cho mấy anh em xem con này nè. Này giống Black Bay nha. Black Bay Metallic. Hàng khủng khiếp luôn mấy anh em. Tương phản, độ tương phản rất là mạnh, độ tương phản rất là cao. Cho anh em xem một cái số mẫu file bên em nha. Đó, cái đốm file của nó rất là nhuyễn luôn mấy anh em. Đốm file là cái bộ này là bộ là tương lai, là bộ hoàn toàn là bộ chủ lực bên mình. Black Bay Multi 7 Metallic. Và đi kèm nó bắt buộc là phải có cái đầu giáp nữa mấy anh em, bắt buộc phải có cái đầu giáp. Mình khoan nha, mình nói trước nha, tất cả những con này nào nguyên trại mình là không có con nào là cá thái hết, cũng không có con nào là đụng tới máu thái hết. Lấy với quan điểm mình nha, là mình không có thích mình không có hợp với anh em là cá thái nó vẫn rất là đẹp, nhưng mà là cái hướng mình đi nó là cái hướng khác. Cái hướng mình đi là không thích giống như mấy anh bên Thái. Đó, mấy anh em xem cái bộ multi vảy nè. Vảy nó có nhiều thể loại lắm mấy anh em. Hàng Black Base. Con này chưa tới màu, chưa tới form luôn. Mà ý là form chưa tới nha, mà nó đã ra cái màu, nó đã ra cái form đẹp tới như vậy rồi. Black Base là còn số ít thôi mấy anh em, mình còn số ít thôi. Khi nãy là mình cho anh em xem những con cá đó mà làm giống của bên mình. Sau đây nha, mình sẽ cho anh em xem những con cá mà mình sắp tới chuẩn bị bán ra trong thời gian sắp tới. Thứ nhất nha, đặt tiêu chuẩn về form khỏi nói rồi, là mình sẽ cho anh em xem về cái bộ multi vảy trước đi nha. Cái bộ multi vảy mà mình sẽ bán nè trong thời gian sắp tới nè. Quá trời đẳng cấp, quá trời khủng rồi. Form khủng khiếp luôn. Bộ màu, bộ form khủng khiếp luôn.
Đó, mấy anh em có thể xem qua đây nè. Đây là ba con mà mình sẽ cho anh em xem. Đây là đặc trưng của cái bộ multivảy bên mình nha. Thứ nhất á, là vảy chia mảng rất là đều, vảy của con cá chia mảng rất là đều, và cái bộ phơm đầu con này là anh em mình mới lên cái bộ này, là con cá mình phơm chưa có tới đâu mấy anh em, con cá mình phơm chưa có tới nha. Anh em nhìn kỹ là con cá nè, đầu lưng đuôi này nọ, mảng vảy mảng màu chia rất là đều. Cái con mà multi mà nó ánh lên rất là đẹp luôn nè. Đó mấy anh em xem nè, con cá ánh lên mà tương phản rất là đẹp, cái đầu nó cái con đầu đen luôn nha. Con này đầu đen luôn, quá là đẹp luôn. Hàng nào mình bán thì nói mình bán, hàng nào mà mình không bán á thì mấy thì là chắc chắn là mình không bán rồi, tại hàng đó là hàng giống của mình. Mà mấy anh em cũng yên tâm đi, hàng mình làm giống mình đã để riêng ra hết rồi nha. Cho anh em xem con này nè, một cái bộ mà là multivảy luôn. Con này là nó hơi tơ, là kè nó hơi loạn nha mấy anh em. Ghét nè, con này là ghét kinh đi nè, bộ phơm khủng khiếp luôn. Cái hũ có 2 mờ nha, anh em thông cảm giùm em nha. Đó, mấy anh em xem bộ phơm rồi, bộ phơm mà là khủng khiếp luôn. Đó, tìm mấy lựa con này nè, anh em là hàng khủng nè. Con này là mình có bán nha. Ở đây nó không có đèn nên nó hơi tối, anh em thông cảm. Đó, anh em thấy cái viền nữa, cái lưng với cái đuôi nó có một cái đường viền gon nè. Khủng khiếp thiệt. Vừa độc mà vừa khủng khiếp luôn. Con này là file nên này là Nemo file mình có bán nha. Con này mình có bán mà cái giá nó sẽ hơi cao nha, anh em biết trước. Cái giá sẽ hơi cao, có những con mà ví dụ như vậy là multivảy nè. Đó, anh em xem cái bộ phơm vàng lông, bộ phơm khủng khiếp. Nemo metallic nè anh em. Vô đây anh em sẽ thấy cái ánh nó sẽ có ngã màu xanh dương nè. Con này máy nó sẽ ngã màu xanh dương nhẹ. Con này cũng là Nemo Multify nè. Đó, hàng này nè, đẳng cấp luôn. Cho anh em xem thêm một con nữa đi. Ủa, con này mới thay nước, lạ nước rồi, nó không kè nữa mấy anh em. Số con là phân bổ vảy với mảng rất là đều, phơm khủng khiếp. Đó, ý là cá mà nó chưa tới phơm á nha, mà mấy anh em coi qua video nè, anh em thấy là phơm á đó, nó đã đạt tới cái mức này rồi. Khi mà mình phơm thêm nữa là nó còn khủng khiếp hơn nữa. Nên mua vảy, mà vảy này phải chấm bi nha, một con chạy mình chỉ có một con duy nhất, một con này, một con một duy nhất mà nền vàng nha. Đây là em cũng nói luôn cho mấy anh em là cái vấn đề này là cái vấn đề về con cá mà nền vàng á. Thật ra nền vàng đối với em thì cái tỷ lệ nó đang ra cũng khá là cao rồi mấy anh em. Tỷ lệ nó ra cũng khá là cao rồi. Cho nên nó là những con mà một số con nha, mà nó thuộc cái nằm ở cái là nền vàng. Nền vàng hoặc nền vàng phơm đẹp luôn, nền vàng mà phơm đẹp luôn cho mấy anh em. Nó không có rơi vào Black Bay, nó không có rơi vào cái multivảy, và không có rơi vào cái bộ file bên mình đó. Thì mình sẽ bán cái giá rất là mềm cho anh em chơi luôn. Những anh em nào mà học sinh, sinh viên hay là những anh em nào mà mới tập chơi á, cứ là nhắn tin cho em có nền vàng đủ hơn Nhật Nam Beta. Anh em cảm ơn các anh em đã xem clip của mình và chúc những anh em sẽ tìm được những cái cá mong muốn. Ok, xin cảm ơn anh em. Follow kênh YouTube của mình và bật thông báo này. Mình cảm ơn.